tập thể dục chỉ 2 phút cũng giúp bạn sống thọ. Các nhà khoa học tại Đại học Sydney, Úc báo cáo rằng chỉ 2 phút bùng nổ của vận động mạnh, nghĩa là chỉ vỏn vẹn 15 phút mỗi tuần đã có thể giảm nguy cơ tử vong sớm. Như vậy, chỉ cần 2 phút vận động mạnh mỗi ngày là đã có thể kéo dài tuổi thọ của bạn. Tác giả nghiên cứu tiến sĩ Matthew N. Amadi từ Đại học Sydney, Úc cho biết, kết quả chỉ ra rằng tích lũy nhiều lần, mỗi lần chỉ vài phút vận động mạnh trong tuần có thể giúp bạn sống thọ hơn. Do nhiều người thiếu thời gian để hoạt động thể chất thường xuyên, nên tích lũy một lượng nhỏ không thường xuyên trong ngày có thể là một lựa chọn tốt. Nghiên cứu bao gồm 71.893 người không mắc bệnh tim mạch hoặc ung thư. Những người tham gia được đeo thiết bị theo dõi hoạt động trên cổ tay để đo lường mức độ hoạt động, đặc biệt là hoạt động lẻ tẻ với các cường độ khác nhau trong ngày. Các tác giả nghiên cứu đã đo lường mức độ hoạt động mạnh hàng tuần và tần suất tập thể dục chỉ từ 2 phút trở xuống. Nghiên cứu được theo dõi trung bình 6,9 năm. Sau đó, các nhà nghiên cứu phân tích mối liên quan giữa thời lượng và tần suất vận động mạnh với 5 tỷ lệ sau: tử vong do mọi nguyên nhân, tử vong do bệnh tim, tử vong do ung thư, tỷ lệ mắc bệnh tim, tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Kết quả cho thấy, khi cả thời lượng và tần suất vận động mạnh đều tăng lên, 5 tỷ lệ trên đều giảm. Và tập thể dục càng nhiều càng tốt. Cụ thể, khoảng 53 phút hoạt động thể chất hàng ngày có thể giảm 36% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Đặc biệt, điều bất ngờ nhất là kết quả cho thấy chỉ cần đều đặn 4 lần vận động mạnh trong ngày với chỉ 2 phút mỗi lần cũng giảm đến 27% nguy cơ tử vong. Thậm chí số lần tập ít hơn cũng mang lại lợi ích, với chỉ 10 lần vận động mạnh như vậy mỗi tuần cũng giảm đến 16% tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và 37% nguy cơ ung thư. Vận động mạnh bao gồm chạy, đi bộ nhanh, nhảy dây.